Bữa nay là 18 tây tháng 3 năm 2023. Con chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người. Con dắt mọi người đi vườn thanh trà ha, gần cuối vụ rồi. Bữa nay con vô vườn con đú tri chụp hình selfie các kiểu này, tại vì thanh trà một năm nó chỉ kéo dài là tầm khoảng 2 vụ thôi. Ủa, một vụ kéo dài tầm khoảng 2 đến 3 tháng là hết lóc rồi. Rồi, ăn thử thôi mẹ coi coi ngọt hay là chua nè. Quá trời cái cây thanh trà này rồi cô chú anh chị. Dòng này là dòng trái ngọt to tròn nha. Cái này là được trồng hữu cơ hết nha cô chú anh chị, nên là con nó ăn cạp luôn cả vỏ, rất là thoải mái ha, rất là ngọt. Gần hết vụ rồi cô chú anh chị. Đó, hiện tại bên con đang cung cấp cái giống thanh trà này nha cô chú anh chị, thanh trà ngọt trái này nha, trái tròn to này nè. Cô chú anh chị nào á đang cần giống liên hệ con 0919707848 hoặc 0945707848. Con cung cấp cho mình cái giống chiếc cành ha. Rễ thì cứng bầu cho mình, bữa nay đi vườn con không có lấy cái mấy cái cây giống vô cho mình xem. À, đó. Một cây thanh trà này trồng tầm khoảng 10 năm tuổi đó cô chú anh chị. Một cành chiếc mình trồng ít nhất cũng phải 3 năm nó mới cho mình trái nha. Cái đó có một số vườn á, người ta chiết cái cành này nè. Người ta bắt đầu người ta chiết ra. Người ta chiết cái cành như thế này thì nó khi cắt cành xuống thì nó sẽ dính được ba trái như thế này, hai ba trái như thế này. Thì mọi người nói là cây nhỏ nó cũng có trái nữa, bên kia nó bán rẻ lắm, có trăm mấy 200 ngàn cây à. Đó thì rồi, ok. Thì là con giải thích cho mình hiểu, không phải là người ta trồng lên nó có trái nhỏ như vậy trong cái cây nhỏ, nhưng mà ít nhất mình trồng xuống đất phải 3 năm mới có trái nha, chứ không có thể nào sớm hơn được nha. Tuy là nói là cành chiết chứ thật ra là nó cũng lâu trái lắm nha cô chú anh chị nha. Đây. Trái là nó là đà như thế này, hiện tại kinh tế cây này khá là cao và khá là ổn, nhưng mà so với tầm khoảng 7 đến 8 năm thì cây này kinh tế nó mới ổn. Riêng thời gian đầu là tầm khoảng 3 năm là bắt đầu mình phải chịu trận, mình cắn răng, mình bóp bụng, mình chịu nha cô chú anh chị, tại vì nó không có trái ha. Nó chậm trái thời gian đầu, năm thứ tư là chỉ là trái bói, một cây năm thứ tư, thứ ba thì nó dao động khoảng 10kg, 15kg thôi ha. Còn riêng đến năm thứ bảy, thứ tám ăn lên nó mới có nhiều ký được cho mình. Đó, còn thời gian đầu nếu mình chấp nhận trồng cái này thì phải chịu bóp bụng thời gian đầu ha, chịu đấm ăn xôi như cô chú anh chị nha. Đó. Thì hiện tại bên con đang cung cấp giống nha. Thì hàng của con là cô chú anh chị cũng biết rồi, con bán trên kênh YouTube 4 năm rồi, chuyên bán về tất cả các loại cây độc lạ và những loại cây đắt tiền khác nữa chứ không riêng gì thanh trà ngọt này nha. Nên có nhiều cô chú anh chị gọi lên, tôi mua rồi mà cô phải đảm bảo cho tôi ngọt nha, trồng ra nữa. Thật sự cô chú đừng đắn đo khi gọi cho con. Cô chú không có cần đắn đo suy nghĩ gì cả. Bắt điện thoại lên 0945707 gặp con Kiều mà mua nhánh thanh trà ngọt mà ra thanh trà chua. Cô chú cứ lại cô chú ha, vét cái giường nó hoặc là cào giường nó cũng được nữa. Cái đó là con đảm bảo cho cô chú anh chị một điều như vậy luôn nha. Cái gì con không mạnh dạn chứ cái nào con mạnh dạn rồi, cô chú cứ khẳng định. Mua không cần lăn xăng rồi suy nghĩ. Thanh trà cũng bị ruồi vàng chích nữa này nha cô chú anh chị. Ruồi vàng chích nữa nè cô chú anh chị ha. Nè. Trời ơi, đứt ruột, đứt ra. Quá trời quá đất. Thời gian kéo dài trái của nó tầm khoảng 20 ngày. Nửa tháng đến 20 ngày nữa là nó hết vụ luôn rồi đó cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị muốn thử trái thì mua cây giống ngay bây giờ để con có trái để cho mình thử nha. Chứ trễ hơn thì con hết trái rồi. Đó. Cái cây này thật sự là đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị. Nhưng mà tỷ lệ trồng á, trồng để mình thu hoạch á, trồng để lấy kinh tế thì nó một công nó trồng không được bao nhiêu cây cô chú. Tại vì đây là cây lâu năm. Mình trồng mật độ ít nhất cũng phải 6 mét một cây nha cô chú anh chị nha. Đó. 6 mét một cây cho con ha. Cây này trồng dưỡng già được nha. Chứ mà muốn ăn nhanh giống như rau lan hay là rau muống rồi là không có được nha. Nhánh chiếc nhưng cũng phải 3 năm nha cô chú anh chị. Dòng này lâu lớn thật sự nha. Ai có trồng rồi thì biết. Ai đã mua cây giống bên con rồi, thời gian đầu trồng chịu khó che nắng giùm con nha. Tại vì cây hiện tại con đang để trong nhà lưới ha. Đưa ra đột ngột có thể nó bị cháy nắng, thì cô chú anh chị chịu khó che nắng giùm con nha. Thời gian đầu, thứ nhất, thứ hai đừng có cưng quá mà dục phân ào ào vô đứt rễ chết hết. Cô chú thời gian đầu chỉ tưới nước cho con ha, nhấp nhấp nhẹ giùm con một hai nắm phân chuồng hữu cơ ở vườn nhà mình có thôi. Đừng có tưới phân lạnh, phân xanh đồ dục vô ào ào là chịu không nổi, đi đó, đi rồi gọi con cứu là không được nha. Đó thì con dặn cho mình đó, ai xem clip của con thì nhớ những cái chú ý ghi chú nãy giờ con nói giùm nha cô chú anh chị nha. Rồi, hiện tại bên con đang cung cấp giống, con nhắc lại lần nữa cô chú anh chị, nếu cần mua số lượng nhiều, số lượng ít, giao sỉ, giao lẻ gì đó, con không cần biết.
cô chú cứ gọi cho con ha, cây giống thì số lượng nhiều. Đây, con là xứ sở Thanh Trà mà, con ngụ tại xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đó, đây là một cái loại đặc sản của cái xã Đông Thành và là cái loại đặc sản riêng của cái huyện Bình Minh nha cô chú anh chị nha. Hôm bữa con ăn trái thanh trà mà con chép quá, khách nói ủa ngọt hay chua mà chép dữ hả? Nãy con á ăn cô chú không thấy hả? Con nít mà, ngọt nó mới ăn như vậy, chua là nó không ăn được như vậy đâu nha. Dòng này không phải là dòng ngọt Thái trái dài nha cô chú anh chị ha. Cây này thì trái nó không có được căng bóng mà to lắm, lý do là quá trời trái. Trái này quá trời trái, trái này rất là sai, quá trời sai nên là trái nó không có được to lắm. Nhưng mà nó vẫn là dòng trái to chứ không phải là dòng trái nhỏ giống như cái trứng cút nha cô chú anh chị nha. Có một số dòng á, thanh ngọt, thanh trà ngọt xưa, dòng nó nhỏ, trái nhỏ, téo teo teo như vậy nè, bé tèo teo vậy nè. Đó, cái dòng đó là dòng ngọt xưa hay cô chú anh chị nha. Ăn nữa không miếng hả anh? Không anh? Rồi thôi, không ăn thì thôi. Rồi, con chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người đang xem kênh nha. Hẹn gặp lại. Bye cô chú anh chị.